Ngày 15 tháng 9, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng Quảng Trị cho biết, tại km 78 quốc lộ 9 thuộc khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Quảng Trị, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C06345 do tài xế Nguyễn Chí Pháp, 51 tuổi, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển theo hướng từ Đông Hà Lao Bảo, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái pháp luật nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 thùng xốp chứa gần 400 kg xương thịt heo đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tài xế Nguyễn Chí Pháp không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ số hàng trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý đối tượng và tiến hành tiêu hủy số hàng trên theo quy định của pháp luật.